Ngày 22 tháng 10, phái đoàn cấp cao của Phần Lan do ngài Viltavio, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Phát triển dẫn đầu cùng ngài Kiju Novanto, đại sứ Phần Lan tại Việt Nam, đã đến thăm và làm việc tại trường Đại học Tôn Đức Thắng. Tiến sĩ Trần Trọng Đạo, hiệu trưởng trường Đại học Tôn Đức Thắng cùng các thành viên ban giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị phòng ban đã tiếp đón đoàn với nghi thức trang trọng. Tại buổi làm việc, lãnh đạo trường đại học Tôn Đức Thắng đã chia sẻ những thành tựu mà nhà trường đã đạt được sau gần 30 năm hình thành và phát triển, Ngài Bill Tavio bày tỏ sự ấn tượng vì những kết quả của trường. Một mô hình giáo dục đại học tự chủ thành công và năng động của Việt Nam đã ghi tên vào các bảng xếp hạng đại học uy tín của thế giới. Đặc biệt, Ngài Bộ trưởng cũng đánh giá cao những nỗ lực, tâm huyết của các thế hệ lãnh đạo Trường Đại học Tôn Đức Thắng trong việc xây dựng trường quốc tế Việt Nam, Phần Lan, VFIS, với mong muốn đào tạo một thế hệ trẻ theo các chương trình và phương pháp giáo dục phổ thông tích hợp và tiên tiến. VFIS cũng là trường học phổ thông quốc tế đầu tiên trực thuộc một trường đại học công lập tại Việt Nam, là cầu nối mang phương pháp giáo dục phổ thông của Phần Lan về Việt Nam và trở thành hình ảnh mang tính biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác giáo dục bền chặt giữa hai nước. <laughs> giáo dục rất quan trọng, đó là khoản đầu tư cho tương lai và cả hai quốc gia chúng ta đều cần sự tăng trưởng, Chúng ta cần có những thế hệ trẻ được giáo dục để hoàn thành những công việc trong tương lai. Và ý tôi là, như tôi đã nói, đầu tư vào sự hợp tác giáo dục này giữa hai quốc gia là một điều tuyệt vời, và tôi nghĩ chúng ta có vô số lựa chọn để phát triển tiếp tục từ đây. Nhân dịp này, Ngài Viu Tavio đã đến tham quan khuôn viên và có buổi gặp gỡ, thăm hỏi giáo viên, học sinh trường quốc tế Việt Nam Phần Lan. Ngài Bộ trưởng khẳng định sẽ luôn đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất để giáo viên và học sinh tiếp tục dạy tốt, học tốt tại VFIS trong thời gian tới tôi muốn đến thăm trường quốc tế việt nam phần lan bởi đây là một nơi rất tuyệt vời để học tập chúng tôi sử dụng chương trình giảng dạy của phần lan kết hợp với những gì tốt nhất của cả thế giới và việt nam đây là một nơi thực sự tốt để học tập và tôi rất vui khi được chứng kiến điều đó tôi cảm nhận môi trường học tập tại đây giữa học sinh rất cởi mở các tòa nhà trong trường học rất mới và buổi lớp học đều có cơ sở vật chất hiện đại Ngoài ra, phái đoàn cấp cao của Phần Lan cũng thưởng thức bữa trưa cùng học sinh tại nhà ăn của trường quốc tế Việt Nam Phần Lan. Chuyến thăm của ngài Viu Tavio không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của chính phủ Phần Lan, mà còn minh chứng rằng trường đại học Tung Đức Thắng đã và đang trở thành cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy giao lưu văn hóa và giáo dục giữa hai nước Việt Nam và Phần Lan.